Coi Cà Phê Massage, địa chỉ massage cá đầu tiên tại Hà Nội. Massage cá bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Loài cá này chỉ ăn da chết và rong rêu. Tuyệt vời. Cảm giác đê mê chỉ massage cá mới có. Massage cá đánh tan stress từ đầu đến gót bàn chân. Có phòng xông hơi massage để ngồi thiền.